Vậy là mùa hè sôi động nữa lại đến rồi. Nhưng thật tiếc, năm nay do tình hình dịch bệnh nên các con không thể ra ngoài chơi được nhiều. Nếu các mẹ có con dưới 6 tuổi, các bé chưa thể đọc được nhiều sách nhưng lại muốn các bé được rèn luyện trí tuệ, kỹ năng, sự sáng tạo. Trước khi tới trường thì sau đây chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những lựa chọn tuyệt vời nhất. Đó chính là bộ 1000 hình dán công chúa gồm 8 cuốn: Công chúa Hoa Lan Hồ Điệp, Công chúa Hoa Tường Vi, Công chúa Hoa Tulip, Công chúa Hoa Bìm Bìm, Công chúa Hoa Thủy Tiên, Công chúa Hoa Cúc, Công chúa Hoa Hướng Dương, Công chúa Hoa Lan. Bộ sách 1000 hình dán công chúa là món quà mà họa sĩ Mật Đào đặc biệt dành tặng cho các bạn nhỏ với hàng trăm những kiểu hình tạo dáng khác nhau. Những công chúa của chúng ta giữa cảnh vật tráng lệ, trang sức tinh tế, trang phục rực rỡ, kích thích trí tưởng tượng, mang lại niềm vui và giúp các bạn nhỏ phát triển khả năng sáng tạo và tư duy. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn bóc và dán hình nha. Chúng ta cùng tìm đúng hình dán để dán cho các công chúa nhé. Dán váy cho công chúa nào. Dán thật chuẩn xác nhé. Dán vương miện cho công chúa nào. Wow. Vậy là hoàn thành rồi. Chào tạm biệt các bạn nha.